muốn khắc phục những tâm niệm ghen tuông, thù hận, Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sanh ra phiền não khổ đau, mà tỉnh thức nương về tam bảo tu hành, chuyển qua ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau, oan trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình, chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực gây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi, có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa thì con nó gặp cảnh cha ghẻ mẹ ghẻ, con mày con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy. Đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn, thấp hèn mà làm khổ mình hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy, gái không dung tiếc chuyển kiếp ghen tuông, lường trai gạt trai chồng bỏ bất ngờ, lường gái gạt gái vợ bỏ thình lình, cố dâm ép người thê loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ đã chỉ cho người đời thấy, những ai lường gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông đổ vỡ, sau khi chết bị đọa làm quỷ rùm đầu. Trong khế kinh Phật dạy, phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có chung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những chuyện chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn, vân vân. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo tế nhị cả hai gia đình bên vợ bên chồng. 8. Trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, chăm chích cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên dây thù kết oán với nhau, đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước báo. Theo luận nhân quả, tự nhiên khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc.
Thậm chí cho dù kẻ đó có đi tu nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy: suối kiện thưa người, con cháu bất hòa; suối con hiếp người, chịu đời thất thế; suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh; theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong cách xử thế có câu chuyện: có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng, thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi nên đâm ra tự ái xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi dục: mày chịu đựng rất hay, nếu như gặp tao đã ly dị từ lâu rồi. Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói: người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chớ có trách họ. Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tánh tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà bên vực đã kích lẫn nhau, làm như thế vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt: anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chớ kể lại với ai. Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chút oán, ăn ngủ không yên. Thật là làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Trong sách Sự Thế có câu chuyện, có cô con gái tên là Ánh, tánh tình nham hiểm. Đến tuổi trưởng thành có lên xe hoa về nhà chồng. Chẳng những cô không làm tròn bổn phận của con dâu, trái lại cô đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, làm cho những người trong gia đình bên chồng kỵ hiềm lẫn nhau. Thậm chí cô còn xúi dục chồng chửi mắng, đánh đập những ai cô không ưa. Kết quả bị mấy đứa em bên chồng đánh cho một trận, cô ta tức quá cuốn gói trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng chứng nào tật nấy, tối ngày cô cứ mãi đi nói chuyện thị phi, mỉa mai đâm thọc, cuối cùng bị người ta đánh chết. Làm dâu nên giữ hòa khí trong gia đình bên chồng và sự tương quan ngoài xã hội cho được tốt đẹp để tích lũy phước đức. Trái lại, làm cho gia đình bên chồng xào xáo, xã hội phân chia thì phước đức sẽ tiêu tan. Ôi, một lời nói mà người ta có thể giết hại mình, đồng thời cũng lời nói khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, hy sinh tất cả vì mình. Cho nên Phật dạy, trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện. Cứ như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vừa thấy thị phi giấy, thời liền đánh mất tâm. Thị phi tâm trí loạn, niệm Phật tâm trí an. Thị phi thêm thù oán, niệm Phật thân tâm nhàn. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi xem kinh, nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời, hay hơn là đâm thọc, phá hoại, làm cho người thù, kẻ oán, mang họa sát thân, đời sau phải chiêu cảm quả báo đau khổ khôn cùng ở chốn địa ngục. Kinh Tội Nghiệp, báo ứng địa ngục nói: thuở Phật còn trụ thế,
Một hôm, Ngài Tín Ứng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn vàng sắc nóng, khổ bức toàn thân, quằn quại rên la, chết đi sống lại hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, Ngài về hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo: Lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời năm thọc xuyên tạc phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó Phật dạy chúng: Các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, trong tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì trái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: Nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được bốn điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được ứng trượng phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: Giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên, đăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng quyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư, Phật nói: Nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh dao gậy đánh đập bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật đa hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim xe sẻ, bồ câu uyên ương, khi được làm người phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ ít vui. Phật lại nói bài kệ: Dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình đầy hồn vách sợ, giảm thọ già chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. 1. Vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. 2. Các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. 3. Của cải ngày càng hao mòn. 4. Có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. 5. Dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. 6. Kẻ oan gia được cơ hội. 7. Tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. 8. Các khổ vây quanh. 9. Chết bị đọa địa ngục. 10. Được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chánh. Luận trí độ: Người nào hàng ngày biết tu tập thì không bao giờ sợ hãi, đau khổ trước khi lâm chung. Chúng ta xem tiếp câu chuyện sau đây sẽ thấy được sự lợi ích của việc tu hành. Vào thời Đức Phật, có vị khất sĩ Vakali bị bệnh rất nặng. Thầy mong được thấy mặt Đức Phật trước khi qua đời. Đức Phật biết được nguyện vọng của Vakali, cho nên Ngài cùng Đại Đức A Nan đã thân hành đến thăm sư. Thấy Phật đến, Đại Đức Vakali gắng gượng ngồi lên, nhưng sư không ngồi lên nổi. Phật đỡ sư nằm xuống rồi nói: Những cơn đau trong cơ thể của sư có giảm bớt không? Bạch Đức Thế Tôn, những cơn đau trong cơ thể của con đã không giảm bớt, trái lại còn tăng dần, làm cho thân con đau nhức vô cùng. Này Vakali, trong đời sống tu hành sư có lỗi lầm gì không? Bạch Đức Thế Tôn, con không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của con cả. Lành thay, này Vakali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không?
Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rõ sắc thân này là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại cảm thấy thọ cũng là vô thường, sinh diệt biến chuyển không ngừng. Những cơn đau nhức cũng như khổ thọ và lạc thọ, nó đang sinh diệt biến chuyển không ngừng trong con. Trị giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường. Trước khi Đức Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính chất vô thường sinh diệt của năm uẩn ấy, không có cái gì gọi là tự ngã cả. Hay lắm Vakali, tôi đã có đức tin nơi sư. Trong năm uẩn quả thật không có một cái gì gọi là tự ngã cả. Sư hãy giữ chánh niệm tự tại mỉm cười ngay với những cơn đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể. Như thế sư sẽ khắc phục được mọi khổ đau. Nghe lời Phật dạy, sư Vakali càng thấy rõ năm uẩn là vô thường, khổ, không và vô ngã. Sư không còn bị ràng buộc vào năm uẩn. Sư hoan hỷ thành kính xá Phật, rồi an nhiên thu thần thị tịch. Sau khi sư Vakali từ trần, Đức Phật cho gọi các vị khất sĩ đến. Ngài nói: Này các vị khất sĩ, các vị nên tinh tấn giữ giới, hành thiền để có được trí huệ. Nhờ có trí huệ, hiểu biết thì những khổ thọ về thân xác hay tâm ý không làm cho ta sầu muộn, than van, khóc lóc, không đày đọa thân thể và tâm hồn. Các vị hãy bình tĩnh trước những cơn đau, ta phải đem hết toàn thân ra chịu đựng và quán chiếu cơn đau này không phải là của ta. Ta không phải là cơn đau, ta không kẹt vào cơn đau vì khổ thọ, nó chỉ là cảm thọ. Ta không phải cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ thì cảm thọ khổ đau không trói buộc được ta. Người nào có học, có tu và giác ngộ, không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình. Cũng như thế các vị, đối với người có tu, có học, có đạt đến trí huệ, thân tuy có đau khổ, nhưng đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu, không học, không có trí huệ thì chẳng có nghĩa lý gì. Này các vị khất sĩ, khi sắp mệnh chung, việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Mỗi động tác và cảm thọ cần đặt trong chánh niệm, quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể với các cảm thọ đều không thật, để cho ta không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ, dù là lạc thọ hay khổ thọ. Thân thể và cảm thọ như một ngọn đèn đủ duyên thì cháy sáng, hết duyên thì tắt liệm. Nếu ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên thì sinh, lão, bệnh, tử sẽ không khống chế được ta. Này các vị khất sĩ, phải thường nghĩ đến sinh, già, bệnh, chết trong đời sống hàng ngày để đừng bị chìm đắm trong dục vọng. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có được tự do để làm cho cuộc đời chung quanh ta bớt khổ. Sinh, già, bệnh, chết là lẽ đương nhiên. Người đạt đạo có thể đạt đến trạng thái thản nhiên trước sinh, già, bệnh, chết. Trong tự tánh của vạn pháp không có cái gì sinh, không có cái gì diệt, không còn mà cũng không mất, không thêm và không bớt. Sắc thân hiện thời của ta là do tứ đại kết hợp, tứ đại tan ra rồi lại kết hợp. Đừng vì sự sống chết ràng buộc tâm ta. Quán được như vậy thì ta sẽ được an lạc giải thoát. Quán chiếu về tính chất vô thường của vũ trụ nhân sinh không phải tỏ ra thái độ bi quan yếm thế, mà chính là hướng dẫn ta có cái nhìn chính xác về sự thật của đời sống. Nhờ có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt như vậy mà ta được an ổn, định tĩnh, không còn ưu tư sầu muộn, đau khổ, nên tâm ta đạt được an lạc, giải thoát. Phật thường khuyên bảo chúng ta phải hằng nghĩ đến cái thân này là vô thường, thì tự nhiên sự chấp ngã, tham, sân, si không còn, lòng từ bi nảy nở, biết thương người, cứu vật. Sự tranh đấu giành giật sát hại lẫn nhau giữa người và người, cùng loài vật không còn nữa. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, giải thoát. Quý Phật tử nên nhớ như vậy mà cố gắng tu hành. Trước khi dừng bút, tôi không biết gì hơn, xin nhắc quý Phật tử.
phàm làm việc gì nên biết hậu quả của nó về sau. Nếu nhận thấy việc làm nào phù hợp với đạo, đem đến sự an lạc, lợi ích cho mình và người cùng vật, thì cố gắng tích cực làm liền, trở nên hẹn hò. Người xưa bảo tu là để chuẩn bị trước cho cái chết tốt đẹp, chớ để chết đến mà chẳng có tu. Cổ đức thường khuyên, đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày, vô thường tấn tốc nào ai biết, chớ nên lần lửa hẹn ngày mai. Phàm không lo xa ắt có chuyện buồn gần, để nước tới lưng mới nhảy sao cho kịp. Quý Phật tử là những người mến mộ Phật Pháp, tôi xin nhắc nhở quý vị đôi điều, trợ duyên dìu dắt lẫn nhau đi vào ngôi nhà Phật Pháp. Tôi ước mong sao quý Phật tử nương theo lời dạy của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, để hiện tại thân tâm được an lạc, đến lúc lâm chung thân an niệm chánh, được Phật Di Đà cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng từ Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn vướng mắc, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa, đến tại người ta lại sanh ra oán thù, đối chối hơn thua, sát phạt với nhau, nào có ích gì. Nếu người tu không khéo, vẫn bị như thường. Còn người nam, ở không thì tụ tập, kết bè đẳng uống rượu, cờ bạc. Hễ rượu vào là lời ra, cầu màu quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư phi bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm mình được thanh tịnh an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết, thì làm gì có phiền não khổ đâu. Trong Kinh Pháp Cú, Phật từng dạy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đau, chửi rủa mắng nhiếc nhau, là cầm dao tự hại, không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui. Trong Kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, Ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên do sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo: Người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa, cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại, họ giao chùa thì nói còn cúng dường cái này giúp việc nọ, nhưng rốt cuộc không có cúng gì hết. Ở ngoài xã hội thì xảo trá, đủ cách gạt người, nên bị quả báo mua bán thua lỗ, sự nghiệp tiêu tan, đều do giả dối gây nên. Vậy các con hãy tinh tấn giữ gìn khẩu nghiệp cho được trọn lành, hầu tránh khỏi quả xấu về sau. Tứ chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cổ đức cũng dạy, một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành, vì miệng hay nói dối khó lập thân danh. Quả thật, lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lỡ nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo là dám khoe khoang đã chứng đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe,
phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước, khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là động ngữ. Phật tấm nói đối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối ích kỷ, lừa đảo độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui, chứ không có ác ý. Tuy không ác ý, nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật, không có ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật, đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, sự giả dối là điều cấm kỵ, vì nó có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng bị người ta vạch trần, lột mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng quá ế ẩm, trôi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo, chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật. Không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm, sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán, họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói, làm ăn bất chính, còn cháu cơ hàng. Làm ăn bất lương, ngục hình đọa đầy. Lợi mình hại người, tài tan khó giữ. Mua lận bán lừa, của cải tiêu tan. Đò gian đông hiếu, luân hồi thiếu hụt. Vì lỡ dối người, sao bị người gạt. Tình nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau như lời. Hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống, tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau. Của viên nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thẳng, giàu sang mới bền. Cổ đức. Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây, tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lạy Phật, xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở. Số phận con sao khổ quá sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ, cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, vì ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc, để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi, cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở nha địa dư đến nay, cô có làm ăn được gì không? Con về nhà làm buôn bán, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đầu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con nghĩ hỏng ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên. Nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lạy Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi, cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé.
con khổ quá, muốn tự tử chết khuất cho rồi. Cô ơi, cô có con cái không? Vợ chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không? Con có hai đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô hai đứa con và 20 triệu còn lại so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn, chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được? Cô thấy không, cô còn lại hai đứa con và nhà cửa, của cải tiền bạc như thế, tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sự giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ân sư, con làm phiền sư quá, mong sư hoan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư, lo lắng, âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Milton. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến thầy tôi là Hòa Thượng Giác Đức. Lúc còn danh tiền có giảng cho chư tăng và Phật tử nghe về sự tai hại của tà dâm. Hòa Thượng kể, tôi có một đứa cháu, mấy hôm trước nó đến chùa gặp tôi than thở. Vợ con nó ngoại tình, còn bắt gặp định ly dị. Cha con nói, thôi, vợ con nó lỡ một lần, con tha thứ cho nó đi. Con nghe lời cha nên bỏ qua, nhưng chứng nào tật nấy, vợ con lại dẫn tình nhân vô nhà. Con đi làm về, thấy họ đang ân ái, con vô cùng tức giận định la lên. Nhưng chưa kịp la, thì người tình của vợ con đã cầm dao rượt. May là con chạy thoát hơn. Nó lấy vợ con, còn định giết con, thật là quá đáng. Kỳ này về con định giết nó, sư thấy con làm vậy có được không? Con giết nó được quá, sao lại không được. Con về nhà mài dao cho thiệt bén, rồi rình nó vô nhà, chém một dao là nó tiêu đời. Rồi con chuẩn bị đi. Thưa sư, con chuẩn bị cái gì? Con chuẩn bị đi vô nhà tù. Con nên biết, nhất nhật tại tù, tiền thu tại ngoại. Con tính sao? Nếu không thì suốt đời con phải trốn chùa trốn nhũi, không dám nói tên mình cho ai biết. Đâu, con thử nghĩ lại coi, cái chuyện lỗi lầm của vợ con với kẻ đó, nó quan trọng hơn hay cái đời sống tự do của con quan trọng? Hơn nữa, cha mẹ con và vợ con ai quý nhất? Thưa sư, tự do và cha mẹ con quý hơn, vợ con làm sao mà so sánh bằng? Con thấy không, nếu con vì sự lỗi lầm của vợ con mà giết người tình của nó, để rồi vô ngồi tù, trong khi đó cha mẹ con ai nuôi? Có phải con vì tình để rồi trở thành kẻ sát nhân và bất hiếu? Con nên xét lại coi việc đó có nên làm hay không. Sự nói vậy con hiểu ra rồi, con không dạy gì giết nó đâu. Hòa Thượng nói tiếp, câu chuyện này cho chúng ta thấy, sở dĩ con người ta khổ là do muốn ngược lại với sự thật. Cái tính của con người, dù nam hay nữ, nó thường thay đổi. Mà đứa cháu tôi, nó lại muốn rằng vợ nó phải chung thủy, trong khi vợ nó lại thay lòng đổi dạ, làm cho nó tức tối, muốn gây ra án mạng. Chúng ta nên biết rằng mọi sự đều bị xê dịch, không bao giờ cố định. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có cái tâm quảng đại, thì chuyện ngoại tình kia không thành vấn đề nữa. Chính vì thiếu đức vị tha cho nên mới bị tình cảm che mờ lý trí, trở thành kẻ mù quáng, chỉ biết thù hận. Người như thế không thể khuyên giải họ tha thứ cho kẻ khác được, trong khi đó phải chỉ cho họ thấy tai hại của nó. Còn dùng lời khuyên lơn là để dành cho người có trí, tâm còn định tĩnh. Còn người không có trí, tâm bị rối loạn mà khuyên bằng những lời đạo đức thì họ khó mà nghe theo ta. Phải dùng cách đánh mạnh vào tâm trí của họ để họ thức tỉnh, bằng cách nói làm sao cho họ được thỏa mãn sự tức tối, rồi mình lại nói sự thỏa mãn đó thật là nguy hiểm, kết quả là chết chóc, tù tội.
Như vậy thì tự nhiên họ sợ mà không dám làm. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia vui sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì, phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng, suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não, bệnh hoạn. Bác sĩ Hanno de Habem ở giảng đường Mayo nói, trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phong thấp, túng hàn, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gay go, ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chính và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui, khen chê, vinh nhục, chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh: lo lắng, ích kỷ, ghen ghét, sân hận, uất hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh, nó dư sức làm cho ta hóa điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ, có những ý nghĩ sợ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông Hsi Enlet bị nhiều chứng bệnh. Ông nói, tôi lo hết cái này đến cái nọ, thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác, áp lực quá nặng làm cho mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi, áp lực ấy đã tới độ cao có thể mất mạng, cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về cầm sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình, lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở, vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cảnh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vui vẻ, có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời, dạy gì mà lo sợ, để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười, rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, xong tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ, và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm rồi, không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết, thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình. Kể từ đó đến nay, tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh. Người nào không thắng được, lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm.
tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói: ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa. Đến khi lớn lên vài tuổi rồi lại nói: ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Khi tới tuổi trưởng thành lại nói: ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi: ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi. Ông Edgara Ivan gần tự hủy đời ông, cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người, lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn, chẳng may người bạn vỡ nợ, họa vô đơn chí. Ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản, sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói: tôi ăn không được, ngủ không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh, mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên đường, từ lúc đó không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình, nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ giữ sạch nợ nần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm, bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi rất hài lòng. Khi làm việc gì nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình, chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất. Mức độ thiệt hại của nó tới đâu để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đang đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã sống lại càng xấu hơn. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa. Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh, lợi, tình, tiền, của cải, trong kinh Trung Bộ Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển, thấy các pháp vô thường, biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc, có một sư tên là Thê Ra. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thê Ra không làm Phật lòng ai, cũng không phạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau, trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thê Ra đến hỏi: sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch đức Thế Tôn: đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng Phật dạy: này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình?
Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sống tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó. Cảm thọ ta từng là như thế đó. Địa vị của ta từng là như thế đó. Ta từng bị khổ đau như thế đó, phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sóng tư duy. Lo sợ hoặc mơ tưởng, trong tương lai hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây, từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì, nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì, biết rõ việc đó. Người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý tứ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những hành động có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại, để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi người hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh, an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn Sư Thế Đa. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu,
thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, Nhân thấy một đám đông quây quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói: đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi cũng khổ rồi. Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau. 1. Giàu có của cải. Vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham, người tu của cải chớ ham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung điện thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ách nặng, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình đa tấn, hành phạt đủ cách. Sau khi mạng chung, đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát đau nhức, đủ các hình phạt không sắp kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi ngựa, trâu bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội xúc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy, vua bắt, quan đói, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập trồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ từ bi đã rọi vào thân tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói đến sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Phật dạy, người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ác nghiệp, trôi lăn trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy, lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả bồ đề, phải đoạn trừ dâm dục, cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con cháu người khác. Trong kinh Bảo Tích nói, tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc,
nói năng hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa như chuyện Võ Tòng Sát Tẩu, chủ vương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng vong. Khổng Tử nói, vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh ta, có nhiều vụ thảm sát bầm chặt tình địch đều do tà dâm. Không có oán thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lằng nhằng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán thủ tiêu. Nếu không, uống miệng nhiễm HIV khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thất tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát gần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng Bàn Na Mạng Xà Tự. Đó là tôn giả Anna Lục Đà, tôn giả Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tòa cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi: này các con, sống ở đây có được an ổn hòa hợp không? Ba tôn giả thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp an ổn. Phật hỏi: cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy liền đảnh lễ thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hành từ bi hỷ xả, kiềm hạ lễ phép ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung độ lượng, nhẫn nại nhịn nhường tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì, để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân khẩu ý đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán: lành thay, lành thay, các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa, thật là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp bảo thủ hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình? Nếu như ai không nghe lời làm theo thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ, thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Sự Thế có câu chuyện: có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng ỷ mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai,
thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy, cô cảm thấy lẻ loi nên đâm ra tự ái, xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi giục. Mày chịu đựng rất hay, nếu như gặp tao đã ly dị từ lâu rồi. Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói, người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chớ có trách họ. Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tánh tình, tự hạ mình tùy thuận làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà bên vực đã kích lẫn nhau. Làm như thế, vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ. Ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo sớm nói chuyện phải trái hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tuốt, anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chớ kể lại với ai. Mình không giữ được, nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật là làm chuyện dại dột, vô tình trước quả vào thân. Tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vị đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán sát tất cả các pháp do các duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Để cho tâm được thiện lành, trong kinh Hiền Ngu nói, ở nước Ba Tư Nại có một người cư sĩ tên là Ưu Ba Cúc Đề, làm nghề buôn bán. Bây giờ có ngài A La Hớn tên Đa Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa, dạy Ưu Ba Cúc Đề luyện tâm bằng cách lấy một mớ đậu đen để trong túi áo. Hễ nghĩ một niệm lành thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vào lon, nếu khởi một niệm ác thì lấy một hạt đậu đen bỏ vào trong lon. Ưu Ba Cúc Đề dâng theo lời dạy, ban đầu hạt đen nhiều hơn đậu trắng, dần dần tu tập đen trắng ngang nhau, rồi chăm tu chẳng gián đoạn nên không còn hạt đậu đen nào cả, chỉ toàn là đậu trắng. Khi ấy niệm thiện đã thắng niệm ác, Ưu Ba Cúc Đề chứng đắc sơ quả. Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phật dạy, phải giữ năm giới, tu thập thiện, hành lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ thiền, ba môn giải thoát, chính là pháp yếu điều phục tâm mình. Thợ hồ lo xây dựng, thợ mộc lo cưa đục, thuyền sư lo lái thuyền, người trí điều phục mình. Tất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người, cứu sống khắp mười phương thiên hạ chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Mã Ý. Tu tâm là một vấn đề rất quan trọng. Người đời tham sân si vì chẳng biết tu tâm, gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm, xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì chẳng biết tu tâm, nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm, thế giới chiến tranh vì nhân loại chẳng biết tu tâm, Phật tử tu hành bị thoái chuyển vì chẳng biết tu tâm. Người biết tu tâm mới có lòng từ bi hỷ xả, gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc, xóm làng có tu tâm, trong thôn mới được an ổn, quốc gia có tu tâm, nước nhà mới thịnh trị, nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình, Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo, chứng quả. Làm hiền nhân quân tử, thành Phật đắc đạo cũng nhờ tu tâm. Thiện ác tốt xấu, khổ vui đều do tâm tạo ra tất cả. Là Phật tử biết tâm râm rủi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm, không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau, tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn.
Nói tóm lại, dàm pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác tí muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ, tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đó đem đến lợi ích cho mình và người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người hiền lành, cố gắng giữ giới phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc, trục chấp. Đó là tâm chân thường chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta, tốt hay xấu, đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp do người khen ngợi. 1. Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. 2. Được người đời tin phục. 3. Mở lời thành thật, trời người kính mến. 4. Thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. 5. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. 6. Nói không sai lầm, lòng thường quan hỷ. 7. Mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. 8. Trí tuệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thời sau khi thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai. Nên có câu: giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu ngoa, ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt hơi ngào ngạt thơm. Bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận trí độ dạy: vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. 3. Dù nói thật, chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến, họ chẳng dâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân bại mệnh chung, đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người, các căn thiếu sót. Than ôi, nghe lời Phật dạy như vậy, rất đáng sợ hãi. Cổ đức có khuyên rằng: ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu ngoa dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo trác cho người khi dễ. Trên đời có một số người ý mình có quyền thế ngoài xã hội, ý mình có quyền cao tức trọng cả, rồi nghĩ rằng kẻ dưới không được quyền phát biểu ý kiến. Mỗi khi nói chuyện với cấp dưới không cần giữ phép lịch sự, họ hay cướp lời, lý luận độc đoán, nạt nộ cấp dưới trước mặt nhiều người, công khai vạch lỗi, nói xấu kẻ khác, thậm chí còn ra vai đánh đập thuộc hạ trước mặt đám đông để tỏ vẻ ta đây. Đây là lần thứ nhất nhân tâm tạo mầm phản trắc, cử chỉ hành động của họ như mũi tên ngược tẩm thuốc độc. Mỗi lần bắn sang cấp dưới là mỗi lần phóng trở lại họ, hậu quả nó rất nghiêm trọng. Như có anh quân nhân bị kết án 20 năm khổ sai vì tội cố sát,
Người ta hỏi tại sao anh giết người. Anh nói vì thượng cấp hách dịch ý mình làm lớn, chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt mấy người đẹp của ông để lấy le. Tôi bị nhục, sẵn vũ khí trên tay, tôi cho thượng cấp mấy phát. Sở dĩ thượng cấp mất mạng là vì không biết giữ thể diện cho thuộc hạ. Lại có nhiều ông chủ, bà chủ sai khiến nạt nộ người giúp việc để ra oai với khách. Đó là điều thất nhân tâm nhất. Cậy tài, cậy khéo, khoe hơn, đừng cậy có của, đa ngôn quá lời. Của thì mặc của ai ơi, đừng cậy có của, coi người như rơm. Ca dao. Lại có những hạng người do thất học từ bé, lại ở gần với những đứa lưu manh côn đồ, chưa từng học phép lịch sự tối thiểu. Những thói quen ăn nói, cư xử cố ý xúc phạm kẻ khác một cách tự nhiên mà họ không cảm thấy hối hận để xin lỗi. Khi nói chuyện với ai, họ nói giọng móc lò, nói xiên xỏ, nói phủ đầu, nói giọng cầu cao, giọng kẻ cả. Họ quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, tục tiểu một cách tỉnh bơ. Cũng có một số người bình dân hoặc trí thức, khi nói xong điều gì đó làm cho đối phương bực tức, họ lấy đó làm hả dạ. Trong cách ứng xử của người có lương tâm đạo đức, khi nói lỡ lời hoặc vô tình có cử chỉ làm mất lòng ai, họ nhận thấy mình thất lễ, ăn năn sám hối, lo xin lỗi đi, xin lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao.